Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài số 16 trong chương trình chữ Hán của N5 nhé. Và bài số 16 ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau học về những động từ thường ngày, thường gặp ở trong chương trình N5 mà chúng ta gặp rồi. Ví dụ như là từ xuất này, từ nhập này, hay từ đứng, từ nói chuyện này. Và cuối cùng một từ nó hơi lạc loài một chút, đó là từ chikara, là một danh từ đúng không? Nhưng mà mình sẽ gộp vào bài ngày hôm nay để cho nó đủ bộ nhá. Hay với chữ Hán đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau học chữ Hán là từ xuất. Xuất là gì nhỉ? Xuất là đi ra ngoài. Chúng ta có từ odekake này, demas này, demas học rồi đúng nào? Hay là hikidashi, dekakemas và shuchoshimas, đó là những cái từ vựng mà có chữ xuất này chúng ta học được bài ngày hôm nay. Còn lại sau này mình sẽ gặp một vài từ, ví dụ từ dashimas, deguchi, shusekishimas, yushutshimas hay là gì nhỉ? Shupatsushimas. Hay thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết chữ Hán này nhá. Chữ Hán này viết như sau. Đầu tiên này, chúng ta nhìn thấy một nét này, hai nét và ba nét. Đúng nào? Nhìn qua mọi người thấy có thấy giống chữ gì mà chúng ta từng học không? Đó chữ này, chữ yama chúng ta học rồi đúng nào? Yama. Thế mà mọi người tưởng tượng nha, chữ này là gì nhỉ? Đi ra ngoài đúng không? Chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta thấy những ngọn núi gọi là trùng trùng điệp điệp xếp vào nhau. Đây mọi người thấy, bên dưới này cũng là núi, núi trên núi dưới xếp vào nhau. Đi ra ngoài khỏi làng thì chúng ta thấy rất nhiều núi đang xếp vào nhau đúng không nào? Hãy hiện là trước mắt. Thế thì wow, với chữ Hán này chúng ta có rất nhiều những cách đọc như sau, cũng tương ứng với nó những cái từ vựng đúng nào. Thứ nhất là cách đọc là D. Chúng ta thấy có từ D trong là demas hay là dekakemas nhé. Chỗ này là demas. Demas là ra khỏi đúng không? Hay là hay là tốt nghiệp cũng có đúng không nào? Hay là deguchi là cửa gì nhỉ? Cửa ra. Deguchi. Hay là odekake là đi ra ngoài đúng không? Dekakemas là đi ra ngoài đấy. Dashimas trong cái cách đọc là da. Cái từ động từ của nó là dashimas, động từ gốc nó đúng không? Và chúng ta thấy có một cái từ là gì nhỉ? Hikidashi. Hikidashi là cái ngăn kéo đúng không nào? cái ngăn kéo đựng đồ ấy, đúng nhỉ? Đựng đồ. Hay còn dashimas là gì nhỉ? Cho ra đúng không nào? Hay là xuất trình, nộp báo cáo cũng có từ này nhá. Report của dashimas. Tiếp theo chúng ta có cách đọc là shutsu trong gì nhỉ? Yushutsu. Snap. Yushutsu này là gì đây? Không chuyên ngâm mọi người nhá. Yushutsushimas là gì đây nhỉ? Là xuất khẩu nhá, xuất khẩu. Chữ này khác với chữ này là shutsu, chữ này là không có âm chữ nhỏ, đây là chữ nhỏ nhá, trên này chữ to bên dưới chữ nhỏ. Ví dụ có shucho ne, shucho shimasu. Shucho là gì nhỉ? Đi công tác này. Shuseki shimasu ne, shuseki shimasu là gì đấy? Chúng ta gọi là đi tham dự, ví dụ tham dự giờ học này, hay là tham dự một buổi hội nghị, cuộc họp đúng không nào? Hay là shupatsu shimasu. Shupatsu shimasu là xuất phát nhá, xuất phát là đi ra khỏi đúng không nào? Thế thì với những ngày hôm nay chúng ta sẽ cần nhớ cho mình những từ như sau. Thứ nhất đó là odekake. Odekake desu ka? Mọi người nhớ câu này không? Odekake desu ka? Anh đi ra ngoài à? Hay gì nhỉ? Chúng ta có từ demas nhé. Demas, chỗ này sẽ đọc là demas. Demas là gì nhỉ? Ví dụ daigaku demas là gì nhỉ? Chúng ta tốt nghiệp đại học đúng không nào? Hay là gì nhỉ? Hikidashi. Hikidashi sẽ đọc sẽ nghĩa là gì đấy? Hikidashi là cái ngăn kéo, cái tủ đúng không nào? Cái tủ. Dekakemas là đi ra ngoài. Shucho shimasu là đi công tác. Shucho shimasu. Và dashimasu là nộp. Ví dụ reporto dashimasu là nộp báo cáo. Hay, đó là về chữ xuất đầu tiên nhá. Chúng ta xuất, chúng ta đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ có từ ngược lại là từ nhập. Nhập là đi vào trong đúng nào? Chúng ta có từ hairimasu hay là iremasu là cho, nhét vào trong đúng nào? Oshire. Oshire là gì nhỉ? Oshire là cái tủ tường đúng nào? Và sau này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những từ, ví dụ như là cửa vào này, hay là cấm vào này, hay là chúng ta nhập, hay là gì nhỉ? Chúng ta có vừa nãy có xuất khẩu, bây giờ chúng ta có nhập khẩu, rồi chúng ta có nhập viện và nhập học. Đó là những cái từ mà chúng ta sẽ gặp sau này nhá. Hay thế thì về cách viết của nó như sau. Một nét và hai nét. Cái chữ này thì các bạn, mình sẽ không có chuyện nào cả mà mình sẽ phân biệt các bạn với cái từ gì nhỉ? Chúng ta học từ gì đây? Từ hito. Hito là người, người thì là quẹo sang bên phải. Còn nhớ nhá, còn chữ nhập này sẽ là gì nhỉ? Sẽ là quẹo sang bên trái nhá. Được chưa nào? Đó chữ nhập của chúng ta. Nhập là vào đúng nào? Thế thì cách đọc của nó sẽ có cách đọc như sau. Thứ nhất là y, thứ hai là hai. Đấy. Ngoài ra thò ra cái từ remas, ví dụ từ gốc là iremas sẽ là gì nhỉ? Iremas là cho vào đúng nào? Hay là oshire. Đây là một cái gì đấy? Một cái danh từ sẽ là nghĩa là cái tủ tường. Rồi, có cái đọc là i trong iri sẽ là gì nhỉ? Ví dụ irimas đấy sẽ là iriguchi. Iriguchi là cái cửa.
cửa vào. Còn gì nhỉ? Chữ này sẽ là tachiiri. Cái từ này đọc hơi đặc biệt một chút nhá. Tachiiri. Chữ này sau này mình sẽ học là kinshi. Kinshi là cấm, cấm vào. Tachiiri kinshi là cấm vào. Và chúng ta có động từ là haidimasu là đi vào trong, đúng không nào? Đi vào trong. Vào trong. Hay rồi. Tiếp theo khi mà nó ghép với những chữ Hàn khác chúng ta sẽ cách đọc là new. Thứ nhất chúng ta có từ new ryoku nhé. New ryoku. Cái từ lực này, tí nữa mình sẽ học ở đoạn cuối đúng không nào? Và nó sẽ đọc là ryoku nhé. New ryoku là nhập. Ví dụ chúng ta gõ bàn phím chúng ta nhập chữ chẳng hạn đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? Yunyu. Yunyu là gì nhỉ? Yunyu shimasu là nhập khẩu, ngược lại với từ yushutsu vừa nãy đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ niuin. New in là gì nhỉ? Nhập viện. New in shimasu và new gakku shimasu. Chữ gakku học rồi đúng không nào? New gakku shimasu là nhập học. Hay, đó là về những chữ Hán. À, về cách đọc của chữ nhập này nhá. Và chúng ta cùng nhau ôn lại này. Thứ nhất đó là, chữ này sẽ là haidimasu nhé. Haidimasu. Rồi, chữ này là iremasu. Và chữ này là oshi. Oshi ire. Oshi ire. Được chưa nào? Hay, tiếp theo chúng ta sẽ học về chữ lập. Âm Hán Việt là lập. Lập này là gì nhỉ? Chúng ta lập là đứng lên. Đứng lên nhá. Chúng ta có những động từ đứng lên là gì nhỉ? Tachimasu, đứng đúng nào? Hay là yakuni tachimasu là gì nhỉ? Là có ích cho cái gì đó. Và vừa nãy chúng ta vừa mới gặp từ gì cấm vào là gì đấy nhỉ? Tachiiri kinshi đúng không nào? Hay là kumitatemasu là gì nhỉ? Mình lắp ghép. Thì hai cái từ này sau này mình sẽ học. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ học hai từ này nhá. Tachimasu và yakuni tachimasu nhé. Hay, chữ lập, lập này là bộ lập luôn đúng không nào? Lập là đứng. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy hình, giống hình người hai chân đứng không? Đó, là mô phỏng luôn hình người đứng bằng hai chân đấy, là đứng đúng không nào? Tachimasu. Thế cái về cách đọc của nó, chủ yếu sẽ là thật trong từ tachimasu nhé. Tachimasu là đứng này. Yakuni tachimasu là gì hả mọi người? Yakuni tachimasu là có ích đúng không? Hay, tachiiri kinshi. Chữ lập ghép với chữ nhập vừa nãy đúng nào? Tachiiri kinshi, cấm vào. Nhắc lại một lần nữa đúng nào? Và sau này chúng ta sẽ học từ kumitatemasu là gì đấy? Là chúng ta lắp ghép, ví dụ lắp ghép một cái mô hình đồ chơi chẳng hạn. Ngoài ra cái từ này còn đọc là ritsu. Tuy nhiên trong N4, N5 chúng ta sẽ chưa gặp từ vựng nào mà đọc là ritsu cả. Sau này chúng ta sẽ học từ này ở N3, N2, N1 nhá. Hay, và mọi người cùng nhau ôn lại cách đọc cho mình nhá. Thứ nhất đó là tachimasu ne. Tiếp theo là gì nhỉ? Có ích là gì nhỉ? Yakuni tachimasu. Ok. Yakuni tachimasu ne. Hai, tachimasu. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang chữ Hán ngôn. Ngôn này là gì nhỉ? Ngôn này là nói, là imasu. Imasu ne. Chúng ta có động từ là nói là imasu. Và chúng ta có từ sau này là gì nhỉ? Itsutae. Chữ nào mà mình sẽ học sau này đó là gì nhỉ? Truyền miệng đúng không nào? Truyền miệng. Thế thì với chữ Hán này bản thân nó đã là bộ ngôn rồi đúng không nào? Bản thân nó đã bộ ngôn. Chúng ta thấy bốn nét đúng không nào? Bây giờ nói gì nhỉ? Miệng nói bốn lời đúng không nào? Miệng nói bốn lời. 1, 2, 3, 4. Bốn cái miệng đúng không nào? Miệng nói bốn lời. Đó là từ ngôn của chúng mình nhá. Thế thì ngôn này có những cái chữ, cái đọc gì các bạn nhìn trên bảng này. Thứ nhất đó là i trong imasu nhé. Imasu và itsutae. Itsutae. Nhắc lại nghĩa nhá. Imasu là nói. Còn itsutae là gì nhỉ? Là truyền miệng đúng không nào? Danh từ. Sau này thì chúng ta sẽ còn gặp từ này trong từ ngôn, cách đọc là koto. À, có koto, có một từ là từ kotoba. Kotoba chúng ta gặp rất là nhiều đúng không nào? Trong cái giáo trình Minami Hongo thì cái danh sách list từ vựng đầu tiên người ta gọi đấy là từ kotoba. Thì lúc đó nó sẽ đọc là koto. Nhưng mà cái từ ba đằng sau thì sau này mình N3 mới học, nên là lúc đấy chúng ta mới học từ này nhá. Ngoài ra nó còn cách đọc khi mà nó ghép với những chữ Hán khác sẽ đọc là gen hoặc là gon. Tạm thời chúng ta chưa có chữ Hán nào, những cái ví dụ nào với cái từ vựng này cả, với cách đọc này cả. Tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở sau này, nên là không cần phải lo lắng gì cả. Cứ học bình tĩnh, thật là từ từ cho mình nhá. Hay, ôn lại nào. Imasu. Được chưa nào? Imasu là nói. Sau khi học nói, chúng ta sẽ học từ thoại. Thoại này là thoại gì nhỉ? Thoại này trong từ hanashimasu là nói chuyện, là trong thoại, trong từ hội thoại, kaiwa chẳng hạn. Đầu tiên chúng ta sẽ gặp từ này trong từ osewa ni nadimasu. Từ này chúng ta rất là quen thuộc trong cái hội thoại khi mà chúng ta học về tiếng Nhật rồi đúng không nào? Hay từ gì nhỉ? Điện thoại cũng có này. Hanashimasu, động từ này quen thuộc rồi này. Hay là gọi điện thoại, lên washimasu cũng có từ này. Hay là đứng một mình sẽ thành danh từ sẽ là hanashi, là cái câu chuyện. Còn sau này chúng ta sẽ gặp thêm từ này, từ kaiwa là từ gì nhỉ? Hội thoại, nói chuyện, hội thoại đúng không nào? Hay. Rồi, thế thì về cách nhớ chữ này như sau. Đầu tiên các bạn vừa mới học chữ ngôn đúng không nào? Đây là nói chuyện. Và đằng sau này, có thể bây giờ chúng ta chưa biết nhưng mình sẽ nói với các bạn nhé.
ngay trong bộ thủ chúng ta học rồi. Này là lưỡi, lưỡi đúng không nào? Khi mà nói chuyện thì chúng ta phải gì nhỉ? Đó là nói chuyện thì là chúng ta có bộ ngôn đây, là nói chuyện thành ra lời nói đúng không nào? Nói chuyện bằng gì nhỉ? Khi mà nói chuyện cần phải sử dụng gì ấy? Lưỡi đúng không nào? Bây giờ mọi người mà không có lưỡi, cắt lưỡi thì có nói chuyện được không? Không đúng nào, thế nên nhớ nhá. Khi mà nói chuyện thì chúng ta cần phải có lưỡi thì mới nói ra được những cái ngôn từ đúng không nào? Hay, đó là về chữ thoại. Cách nhớ là như vậy. Bây giờ về những cách đọc của nó như thế nào? Đầu tiên sẽ là với động từ là hanashimasu nhé. Hanashimasu, đó. Hanashimasu là nói chuyện. Hay là gì nhỉ? Đứng nguyên một mình như này nó sẽ đọc là hanashi, nghĩa là câu chuyện. Hanashi. Và ngoài ra khi nó ghép với những chữ Hán khác nó sẽ đọc là wa. Osewa ni narimasu nhé. Osewa ni narimasu. Anh chị đã giúp anh chị, mong anh chị sẽ giúp đỡ tôi đúng nào? Osewa ni narimasu. À từ giờ chị đi, mong chị giúp đỡ tôi đúng không? Hay là gì đây nhỉ? Denwa. Denwa là gì nhỉ? Là điện thoại. Denwa shimasu. Denwa shimasu là gọi điện thoại. Kaiwa là gì nhỉ? Kaiwa là hội thoại. Cái từ mình nhắc lại một chút, cái từ osewa narimasu khi mà dịch ra là gì nhỉ? Ai mong anh chị sẽ giúp đỡ tôi thì nếu mà dịch hẳn ra như thế thì sẽ có nhiều bạn bảo là không phải đúng không? Tuy nhiên thì cái câu này nó sẽ thuộc về văn hóa nói chuyện của người Nhật. Tức là gì nhỉ? Khi mà chúng ta đến một nơi nào đó mới đúng không nào? Và từ giờ trở đi sẽ cùng nhau học tập hay cùng nhau làm việc với họ và được họ giúp đỡ thì chúng ta sẽ cùng dùng cái từ là gì nhỉ? Osewa ni narimasu nhé. Ví dụ có câu nói gì nhỉ? Itsumo osewa ni narimasu, lúc nào anh chị cũng rất là giúp đỡ tôi đúng không nào? Và ngoài ra khi mà ví dụ như trong trường hợp này, ví dụ như chúng ta học một cô giáo nào đó hay là chúng ta làm việc ở một nơi làm việc nào đó mà bây giờ chúng ta không học ở đấy nữa, không làm việc ở đấy nữa thì cái ngày mà chúng ta nói lời chia tay chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Osewa ni narimashita là cách thể dùng thể gì nhỉ? Thể quá khứ là gì nhỉ? Anh chị đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Đó, nghĩa là như vậy nhá. Hay, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cách đọc của nó. Đầu tiên những ví dụ là gì nhỉ? Osewa ni narimasu ne. Osewa ni narimasu. Tiếp theo, điện thoại là gì nhỉ? Điện thoại là denwa. So, denwa. Điện thoại. Nói chuyện là gì nhỉ? Nói chuyện là hanashimasu ne. Hanashimasu. Gọi điện thoại sẽ là denwa shimasu. Denwa shimasu. Và cuối cùng gì nhỉ? Câu chuyện, cuộc nói chuyện à gì? Câu chuyện sẽ là hanashi. Được chưa nào? Hanashi. Đó là về chữ thoại của chúng mình. Và cuối cùng chúng ta sẽ bước sang chữ Hán cuối cùng ngày hôm nay. Rất là đơn giản, đó là chữ lực. Lực này là gì nhỉ? Lực này là sức lực. Và chúng ta cho đến ngày hôm nay, từ bài bộ thủ cho đến bài ngày hôm nay, chúng ta đã gặp chữ lực này trong rất nhiều những chữ Hán rồi. Chữ lực đây. Và chúng ta có cái cách đọc nó là gì nhỉ? Chikara nhá, chikara là sức lực. Thế thì đây, chữ lực này giống chữ ka đúng không nào? Các bạn nhớ cho mình như này thôi nhá. Ka. Đó, chữ lực của chúng mình nhá. Hay. Và các bạn nhớ cho mình một cách đọc duy nhất thôi, đó là chikara. Chikara. Thực ra trong chương trình học Minano Nihongo thì không có cái từ vựng là chikara đâu. Tuy nhiên trong chương trình học chữ Hán của N5, trong chương trình chữ Hán của N5 do JLPT quy định á, thì nó có chữ chikara này. Thế nên là hôm nay mình nhét thêm vào bài ngày hôm nay để các bạn cùng học nhé. Không học qua. Hay có không nhỉ? Có từ chikara không nhỉ? Hay. Rồi các bạn nhớ cho mình nhé. Âm đọc là chikara. Được chưa nào? Chikara. Ok, như vậy là chúng ta đã xong về 6 chữ Hán ngày hôm nay. Ra ngoài thì nhìn thấy nhiều núi này. Chữ này phân biệt với chữ nhân này. Đây là chữ vào đúng không nào? Chữ đứng, người đứng hai chân đây. Nói một phát bốn lời đúng không nào? Miệng nói bốn lời. Rồi khi mà nói chuyện thì cần phải có lưỡi đúng không nào? Và cuối cùng là từ chikara nhé, chikara. Câu số 1 này. Isshō ni odekake shimashō. Chúng ta hãy cùng nhau đi ra ngoài nhi. Đi ra ngoài đi. Câu số 2 này. Ashita kara Vietnam e shuchō ne, shuchō shimasu. Từ ngày mai thì tôi sẽ đi công tác ở Việt Nam, đến Việt Nam. Câu số 3 này. Ano heya ni haitte kudasai. Haitte kudasai. Hãy vào trong căn phòng kia. Câu số 4 này. Koko ni okane o iremasu. Gì nhỉ? Cho tiền hay là nhét tiền vào đây. Câu số 5 này. Maiasa 6 giờ ni uchi o demasu. Mỗi sáng thì tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ. Những câu này dịch rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo nhá, mọi người làm đúng hết không nhỉ? Câu số 6 này. Shiumatsu wa kanojo to dekakemasu. Gì nhỉ?
Cuối tuần thì tôi đi ra ngoài cùng với người yêu. Câu số 7 này. Passport wa hikidashi. Hikidashi ni arimasu. Passport là gì nhỉ? Là quyển hộ chiếu. Thì nó có ở trong gì nhỉ? Có ở trong ngăn kéo. Câu số 8 này. Ano otoko no hito wa itsumo tsukue no ue ni tachimasu ne. Là gì nhỉ? Cái người đàn ông đó thì lúc nào cũng đứng ở trên gì nhỉ? Tsukue là cái gì đấy? Cái bàn đúng nào? Đứng trên bàn. Câu số 9 này. Câu số 9 là gì nhỉ? Yuka-san wa Yuka-san yori inu no hon ga yakun ni tachimasu. Câu này một câu đùa vui đúng không nào? Ví dụ trung tâm mình có một cô giáo tên là Yuka thì cô đặt câu này rất là thú vị là gì nhỉ? À, con chó thì nó còn có ích hơn là bạn Yuka đúng không? Câu số 10 này, sumimasen, mo skoshi yukkiri hanashite kudasai. Hanashite kudasai. À xin lỗi gì nhỉ? Cô có thể hãy nói chuyện chậm một chút được không ạ? Ok, câu này thì rất là hay bị học viên của mình nói với cô Thanh rằng là cô ơi cô hay mo skoshi yukkiri hanashite kudasai, vì mình có tập nói hơi bị nhanh đúng không nào? Nên là nếu mà các bạn mà thấy mình nói nhanh quá thì các bạn hãy nhắn comment xuống bên dưới là cô ơi cô nói chậm thôi nhé, và nhớ phải dùng câu này nhá. Sumimasen, Thanh sensei, mo skoshi yukkiri hanashite kudasai. Được chưa nào? Tiếp theo nhá, những câu cuối cùng này. Kare no hanashi. Hanashi wa itsumo omoshiroi là gì nhỉ? À, cái câu chuyện của anh ấy thì lúc nào cũng rất là thú vị đúng nào? Câu số 12 này. Sensei wa ashita shike no suru to iimashita. Chúng ta học ngữ pháp này rồi đúng không nào? Thầy giáo thì nói rằng ngày mai thì sẽ có bài kiểm tra đúng không? Sẽ có kỳ thi. Shike no suru desu ne. Câu số 13 này. Đúng rồi. Thầy giáo nói rằng ngày mai thì sẽ có kiểm tra đúng không? Câu số 13 này. Otoko no ko wa onna no ko yori chikara. Chikara ga arimasu. Là sao đấy nhỉ? Các cậu bé trai thì gì nhỉ? Thì sẽ có sức khỏe, có sức lực hơn là các cô bé gái. Câu số 14 này. Imamade osewa ni narimashita. Đây cách nói vừa nãy mình vừa mới giới thiệu mọi người đấy. Imamade osewa ni narimashita là gì nhỉ? Từ trước cho đến hôm nay thì đã gì nhỉ? Anh chị đã giúp đỡ tôi rất là nhiều rồi. Và câu cuối cùng bài ngày hôm nay nhé. その電話で kare ni denwa shite kudasai. Là gì đấy nhỉ? Hãy gọi điện cho anh ấy bằng cái điện thoại kia. Đó nhá. Mọi người có làm đúng hết cả 15 câu của mình không nhỉ? Hy vọng là làm đúng hết nhá. Nếu mà chưa làm đúng mọi người nhớ ôn lại một lần nữa và làm lại cho đúng hết 100% thì mới thôi nhá. Hay, và bài học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Trước mắt thì chúng ta sẽ còn 4 bài nữa, mọi người cố lên nhá. Và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Nasa otsukaresama desu. Bye bye.